Đây là một chiếc quạt điện và gia đình nào cũng cần tới nó trong những cái mùa hè nóng bức như thế này. Tuy nhiên khi mà các bạn mới mua về thì quạt chạy rất mạnh, rất êm. Nhưng chỉ cần sau một thời gian ngắn thôi, quạt bắt đầu có hiện tượng là chạy yếu hoặc là kêu lọc cọc lọc cọc. Và nặng hơn nữa có thể là cháy cuộn dây. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh em nào khéo tay hay phá. Và các bạn chỉ cần mất khoảng 2.000 đồng thôi. Chi phí chỉ 2.000 đồng rồi và các bạn sẽ giúp cho chiếc quạt của gia đình chúng ta tăng tuổi thọ lên gấp 10 lần và có thể lên tới hàng chục năm vẫn chạy êm du vẫn mạnh. Ok, chúng ta cũng bắt đầu video. Đầu tiên, mình sẽ chỉ cho các bạn nguyên nhân tại sao mà chiếc quạt của chúng ta nó nhanh xuống cấp, nó nhanh chạy chậm hoặc là nó hỏng. Thì cái nguyên nhân thì nó có khá nhiều nguyên nhân và một số cái nguyên nhân mà mọi người đều biết đó là quạt thông thường thì nó sẽ sử dụng gọi là bạc thau, trục bạc thau, tức là các cái trục bạc như thế này các bạn nhé nó có một cái gối đỡ bằng đồng hay là bằng kim loại như này và một cái trục kim loại nó quay trên đấy và để cho cái trục quạt nó chân chu thì chúng ta cần phải bôi dầu thường xuyên vào cái gối đỡ này đây các bạn nhìn thấy là ở đây nó sẽ có một cái ổ trục trước này và ổ trục sau này chúng ta cần phải bôi dầu bôi mỡ thường xuyên vào có những quạt thì dùng vòng bi có những quạt thì dùng cái bạc thau như này nhưng đại loại là đều phải đảm bảo đủ dầu mỡ thì nó mới trơn tru được nếu như mà nó không có đủ dầu mỡ thì là nó sẽ bị bó két dẫn đến là quạt nó nóng và nó sẽ nhanh xuống cấp nó nhanh chạy chậm cái nguyên nhân thứ hai nó cũng là đến từ cái chất lượng linh kiện Ví dụ như là tụ quạt nó kém thì dẫn đến là quạt nó cũng quay chậm Rồi nhiệt độ nó quạt nó tăng cao Thì cái cuộn dây này nó bị om dẫn đến là nó bị cháy Hoặc là nó bị om nó chập một số cái vòng dây Thì quạt điện nó cũng sẽ quay chậm Thì đấy là những cái nguyên nhân mà ai cũng biết Và hầu như mọi người đều khắc phục theo cái hướng đấy Hết dầu hết nhớt thì chúng ta châm thêm dầu nhớt vào để trục nó quay chân chu Tụ điện hỏng thì chúng ta thay tụ điện Tuy nhiên có một cái nguyên nhân mà hầu như mọi người không để ý tới Đó chính là nhiệt độ của động cơ Chúng ta không chú ý đến cái vấn đề tản nhiệt cho động cơ này Nếu như các bạn nào mà sử dụng quạt mà đang sử dụng Sau đó các bạn mở cái nắp ra các bạn sờ vào cái vỏ động cơ này Nhiều khi nó nóng bỏng tay luôn các bạn nhé Động cơ rất chi là nóng luôn Tuy nhiên cái khả năng tản nhiệt của cái quạt điện thông thường nó có khá kém luôn các bạn ạ Đây các bạn nhìn thấy này, đây là quạt hộp này đây cái cánh nó ốp vào đây thì các bạn nhìn thấy chưa? Nó chắn hết cái đường gió để nó tản nhiệt cho động cơ. Nó chỉ có vài cái lỗ này, các bạn nhìn thấy nó có vài cái lỗ này để cho nó thoát khí để nó xông vào cái động cơ và sau đó là nó nó đi ra có vài cái lỗ đằng sau kia. Thế nhưng mà cái cái lỗ đấy nó quá ít luôn. Cái lỗ nó có ít thế này nên là cái khả năng tản nhiệt nó khá kém. Và khi mà động cơ nó càng nóng lên thì dẫn đến làm sao dầu mỡ ở các cái trục này nó sẽ bị nhanh hao mòn nó nhanh khô và khi mà nó nhanh khô rồi thì cái trục nó bị bó két và khi nó bó két rồi thì nhiệt độ lại càng nóng lên mà nhiệt độ càng nóng lên thì là làm sao làm cho các cái cuộn dây nó càng bị om càng bị dễ cháy thì đấy mới chính là cái nguyên nhân chính gốc gác sâu xa mà cái quạt của chúng ta bị nhanh xuống cấp và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta tản nhiệt tốt nhất, tối đa nhất cho cái động cơ này. Và các bạn chỉ cần mất khoảng 2.000 đồng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng tháo cái động cơ này ra trước. Đây, mình đã mở ra rồi. Cái mở ra thì đơn giản thôi. Nên là mình không quay cái đoạn mở cho đỡ mất thời gian của các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây. Khi mà các bạn mở nó ra thì đây là chính là cái rotor này. Và cái rotor của nó thì nó có một cái đệm đỡ này. Đấy, cái đệm của cái rotor đến cái gối đỡ này. Thì ở đây nó chính là cái đệm nhựa này. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái khoảng trống uh, ít nhất là nó bằng cái đệm đỡ như này. thì bây giờ để mùa giảm nhiệt cho cái động cơ này thì chúng ta sẽ tận dụng cái khoảng trống này chúng ta lắp thêm một cái cánh quạt để khi mà rotor nó quay thì cánh đấy nó sẽ tạo ra một cái luồng gió nó thổi cái hơi nóng của cái động cơ này đi. và bí quyết là đây đây chính là các cái cánh quạt để chúng ta độ chế chúng ta chỉ cần lắp cái cánh quạt này vào và khi mà rotor quay cánh quạt quay nó tạo thành một luồng gió và tất cả các cái cánh quạt này đều bán trên thị trường Và mình có để cái link mua hàng ở trong cái phần mô tả video Các bạn có thể chủ động đặt mua Thì cánh quạt này nó làm bằng nhựa các bạn nhé Rất chi là mềm luôn Giá thành một chiếc cánh này 1 ngàn đồng thôi hai cánh lắp cho cả trước và sau Mất 2 ngàn đồng Các bạn sẽ làm cho cái quạt của chúng ta tăng tuổi thọ hơn rất nhiều Và cách độ chế thì các bạn sẽ lấy cái miếng đệm cũ các bạn đo nó vào Các bạn cắt cái cánh quạt làm sao cho nó bằng kích thước miếng đệm cũ là ok vướng đầu chúng ta cắt đấy bởi vì cái này nó bằng nhựa mềm nên là các bạn chỉ cần lấy dao các bạn rạch nó đi một tí thôi. Đây này các bạn rạch rất chi là dễ rạch luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nhựa mềm mà các bạn rạch là nó nó đi luôn. Thì sau một hồi cắt thì cánh đã vừa với cái rotor to này. Bây giờ mình lắp vào thôi. Thì các bạn lưu ý là chúng ta lắp cả trước cả sau thì cái độ tản nhiệt nó sẽ tốt hơn. Nếu mà nó lỏng quá chúng ta sẽ độn thêm các cái long đen này vào. Ok. Chúng ta sẽ chụp vào Đây, các bạn nhìn thấy này cái đằng sau của nó thì mình cũng lắp cánh này các bạn nhìn thấy chưa? Bên trong của nó lại nó có cái cánh này, cánh đen đen đấy. Và đằng trước của nó mình cũng lắp này. Ok, bây giờ mình lắp vào và sẽ test cho các bạn xem. Đây mình đã lắp cái động cơ vào rồi thì các bạn nhìn thấy này. Bên trong của nó thì nó có cánh quạt đen đen này các bạn nhìn thấy chưa? Có cái cánh quạt đen đen này. Cánh quạt đèn khi mà rotor quay thì cánh quạt nó cũng sẽ quay theo Cả đằng trước và đằng sau thì đều có Thì khi mà các bạn chế như thế này Thì các bạn thấy được rằng là ngoài cái việc khi mà động cơ nó chạy Thì nó hút gió từ bên ngoài vào Thì đồng thời cánh quạt ở bên trong nó cũng sẽ thổi gió Nó tản nhiệt cho cái động cơ này Và dẫn đến động cơ nó sẽ mát hơn rất nhiều Đây mình sẽ bật lên này Đấy, các bạn nhìn này Động cơ quay, rotor quay thì cánh quạt bên trong nó cũng sẽ quay theo và nó sẽ đẩy cái hơi nóng từ cái motor từ cái động cơ này bên trong nó sẽ đẩy ra nó tản nhiệt cho động cơ và khi mà động cơ được tản nhiệt thì dẫn đến là độ bền của động cơ nó sẽ tăng hơn rất nhiều và độ bền động cơ tăng hơn thì quạt sẽ chạy nhanh hơn sẽ chạy mạnh hơn sẽ chạy êm hơn các bạn thấy không một cái giải pháp cực kỳ đơn giản chỉ tốn 2.000 đồng thôi nhưng các bạn có thể làm tăng tuổi thọ của động cơ quạt của gia đình mình lên rất nhiều Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.